Trọng Yên kính chào lại tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn. Chương trình về chủ đề của ngày hôm nay thì phải nói là cả thế giới đều bị sốc, một cái cú sốc đặc biệt là dành cho những cô chú anh chị em nào yêu mến Bác Trung, đặc biệt là diễn đàn của Nguyên. Diễn đàn của Nguyên là 99% phần lớn là các bác ủng hộ Bác Trung. Tuy rằng là chúng ta là người Việt Nam gãi gắt khắp nơi trên thế giới. Người Mỹ ủng hộ Bác Trump thì không nói gì, nhưng người Việt Nam chúng ta ở trong nước cùng ủng hộ Bác Trump. Và cái vấn đề của Bác Trump thì Nguyên nghĩ là ít hay nhiều thì các quý vị đã biết. Mạn phép trong cái chương trình này, Nguyên sẽ không kể những cái chi tiết lặp đi lặp lại mà các quý vị đã biết rồi. Nguyên chỉ có khẳng định với các quý vị rằng là các quý vị nếu theo dõi chương trình của Nguyên một thời gian dài thì có thể nói là cái miệng ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ của Nguyên đã nói cái sự việc này cách đây lâu rồi. Nguyên đã từng chia sẻ với các quý vị rằng là về vấn đề bầu cử tại Hoa Kỳ, các quý vị phải chuẩn bị uống thuốc trợ tim, bởi vì nó có nhiều biến cố bất ngờ xảy ra từ đây đến cuối vấn đề bầu cử của Hoa Kỳ, mà Nguyên đã nói cho các quý vị cách đây nhiều lần, nhiều chương trình mà Nguyên lặp đi lặp lại. Để cho các quý vị biết rằng là đối với Nguyên, Nguyên đã có cái sự tình nghi và có sự phỏng đoán cái vấn đề này đã có từ lâu, chứ không phải là cái điều đối với Nguyên, bởi vì cái bầu cử đợt này tại Hoa Kỳ là một cái bầu cử vô cùng lạ kỳ, rất là lạ kỳ, và nó có nhiều biến cố bất ngờ xảy ra mà chúng ta không có đoán được. Cô chú anh chị em cũng biết, Nguyên không muốn nhắc về cái điều tài đó trong cái kênh này, vì cái kênh này thì Nguyên chú tâm nhiều về cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, nên là Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị bản tin liên quan đến cái sự kiện tại Hoa Kỳ mà làm cho cả thế giới đứng tim, bàng hoàng, sốc, và phản ứng của Nga như thế nào và phản ứng của Ukraine ra sao. Đây là cái đề tài chính mà Nguyên muốn chia sẻ. Các quý vị cũng biết rằng đó, đất nước Mỹ là một cái quốc gia có quyền sở hữu vũ khí, là một quốc gia mà người dân dễ dàng mua súng ống, nhưng không dễ dàng ám sát bất cứ một ai, đặc biệt là ám sát những nhà lãnh tụ. Thì các quý vị cũng biết là một vị cựu tổng thống Trump đi đâu ít nhất cũng có 6-7 người bảo vệ, và khi cựu tổng thống Trump xuất hiện ở trên những cái meeting như vậy đó thì còn có những sự an ninh đặc vụ của địa phương bảo vệ và nhiều đặc vụ của FBI bảo vệ. Nên đất nước Mỹ là cái quốc gia sở hữu vũ khí nhưng mà ám sát không dễ. Và không ai chấp nhận cái điều đó. Nhưng các quý vị biết, cái hành động như vậy đó thì Nga cũng lợi dụng sự kiện ở tại Hoa Kỳ mà tấn công đất nước Mỹ. Khi lúc đó, cái điều mà người ta cần lên nói đó là một sự an ủi. Có điều cần lên nói đó là cái sự bận tâm hỏi về sức khỏe. Cái điều mà cần lên nói là phải nói về vấn đề chia buồn những người đã mất. Nhưng Nga thì không làm điều đó. Qua lời phát biểu của Nga đó là bà Maria. Bà Maria, bà đã phát biểu sau đây trong nguyên mạng phép. Bà Maria là cái người phát ngôn viên của Điện Kremlin. Cũng giống như tại Việt Nam chúng ta là cô Hằng đó, là cái người phát ngôn viên thường xuyên. Thì ở bên Nga có một người phụ nữ tên bà Maria. Bà Maria cho rằng là thứ nhất, bà nói rằng là cái sự việc xảy ra tại Mỹ đó là một sự đáng tiếc. Nhưng lý do tại sao nó xảy ra là bởi vì Mỹ lấy số tiền đó, những cái số tiền mà Mỹ viện trợ cho Ukraine thì không nên. Hãy dùng số tiền đó mà bỏ vào trong an ninh, bỏ vào trong luật pháp để ngăn chặn cái sự việc này. Bởi vì Mỹ viện trợ cho Ukraine nên mới có chuyện đó xảy ra. Đây là bài phát biểu của bà Maria để chúng ta thấy rõ được là cái sự kiện nó xảy ra tại Mỹ họ cũng lợi dụng được. Và họ biến cái đó lỗi là lỗi do Ukraine. Vì Mỹ cung cấp cho Ukraine nên Mỹ không có tiền để mà lo vấn đề an ninh. Nếu không cung cấp cho Ukraine dùng số tiền đó lo vấn đề an ninh thì nó không có cái vấn đề ám sát. Trong Nguyên nói thực tế là bà Maria bà hơi bị tào lao. Yeah. Nguyên nghĩ là bà nhiều khi phải đi khám bác sĩ một chút xíu. Lâu rồi,
lâu rồi cũng lâu lâu cũng phải cần phải đi kiểm tra, đặc biệt là bộ não. Cái sự việc của đất nước Mỹ nó khá là phức tạp. Nhưng có một cái điều trong cái sự kiện này không có liên quan về với Ukraine cả. Mà bây giờ chúng mình mạng phép cập nhật cái bài phát biểu của Ukraine, đặc biệt là Tổng thống Zelensky. Tổng thống Zelensky đầu tiên nhất là ông ta đã lên án cái hành động ám sát một vị tổng thống. Và ông ta nói đây là những kẻ giải quyết bằng cách tàn bạo. Và tàn bạo vô nhân đạo sẽ không được chấp nhận với luật pháp của thế giới hay bất cứ một cái quốc gia nào. Chúng tôi lên án hành động đó. Các quý vị thấy rõ được hai cái bài phát biểu của hai quốc gia về cái sự kiện của bác Trump nó hoàn toàn khác biệt. Một người á, một bên á, thì lợi dụng cái điều đó để chỉ trích mà không lên án cái hành vi. Còn Ukraine họ lên án cái hành vi và họ cho là cái hành động tàn bạo đó không thể chấp nhận và pháp lý không thể tha thứ dù ở bất cứ một quốc gia nào. Để chúng ta biết rõ được đó là bộ mặt thật của một con người. Thì trong cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, chính trị của Mỹ nó vô cùng quan trọng. Mấy anh chị em ở bên Việt Nam, đặc biệt là mấy bác Red Bull thì không ưa gì Mỹ cả. Nhưng mà chúng mình nói đất nước Mỹ dù chúng ta có thích hay không thích thì chính trị của Mỹ nó tác động đến cả toàn cầu. Và liên quan đến bầu cử tại Mỹ, liên quan đến tổng thống Mỹ thì nó ảnh hưởng rất là mạnh. Và cái điều mà chúng ta đã thấy rõ được là nước Mỹ đã gánh vác một cái vai trò rất là lớn. Hiện bây giờ, hiện bây giờ mà Nguyên nói thí dụ đi, nước Mỹ xảy ra những cái biến cố chính trị nội bộ thì thế giới này nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ tốt đẹp hơn không? Không, các quý vị, nó sẽ loạn. Đặc biệt là Nga sẽ chiếm ưu thế trên chiến trường và Nga đang lợi dụng thời cơ này. Đối với Nga bây giờ, nếu mà xúi dục đất nước Mỹ loạn lạc, đặc biệt là nội bộ trong đất nước, thì đối với Nga đây là một cái cơ hội. Không phải chỉ có riêng biệt vì Nga không, Trung Quốc cũng đang chờ đợi cái thời cơ đó. Hiện bây giờ Nguyên nói thật với các quý vị rằng là có rất là nhiều quốc gia trên thế giới họ đang chờ đợi và đang cười hả hê. Trong đó có những quốc gia thù địch của Hoa Kỳ giống như là Iran, rồi Bắc Hàn, Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Vì họ đang tạo làm sao một cái khủng hoảng ở trong đất nước Hoa Kỳ. Vì không có kẻ địch nào dám tấn công Hoa Kỳ từ xa cả, mà chỉ có trong đất nước. Và cái điều đó thì Nguyên kêu gọi là người dân Mỹ, chính phủ Mỹ phải bình tĩnh. Đặc biệt là Nga đang chờ đợi cái thời cơ để Nga có những cái âm mưu thực thi của mình mà từ đó tới giờ Nga chưa làm được ở tại Ukraine. Khi lúc đó ngày hôm nay thì đã có nhiều nguyên thủ quốc gia đã có cất tiếng nói và người ta đã khẳng định điều là cái vấn đề xảy ra tại Hoa Kỳ nó không liên quan gì với Ukraine hết. Nó cũng chẳng có liên quan là bởi vì Mỹ giúp đỡ Ukraine nó mới cứ xảy ra biến cố này. Người ta khẳng định cái điều đó để trả lời cái bài phát biểu của bà Maria. Khi lúc đó thế giới đang ở trong một cái giai đoạn hồi hộp thì lo lắng về cái sự kiện liên quan đến cựu tổng thống Trump, thì Putin vẫn đưa ra những cái âm mưu, những cái thiết âm mưu để xoáy đi cái sự phẫn nộ dư luận ở tại Hoa Kỳ để làm cho nước Mỹ nó rối loạn. Nên là các vị cũng biết là truyền thông ngay lập tức, truyền thông của thế giới họ đang ngăn chặn cái bản tin này. Họ ngăn chặn tối đa vì họ sợ là cái sự diễn biến và những sự xuyên tạc, đặc biệt là những thông tin nó có ý đồ xấu, nó sẽ dẫn đến cái sự phức tạp tại Hoa Kỳ và nó ảnh hưởng liên quan đến cuộc chiến tranh tại Ukraine. Nên là tại sao bữa nay chương trình cái vấn đề quan trọng nhất đó là liên quan đến cựu tổng thống Trump. Nhưng Nguyên vẫn phải nói về vấn đề của Ukraine và Nga. Vì nó liên quan trực tiếp. Và hiện bây giờ nó làm một cái tác động rất là lớn. Khi lúc đó Hoa Kỳ hiện bây giờ bản tin nó còn nóng các vị, tại Hoa Kỳ thời gian nó mới diễn biến ra không lâu. Để chúng ta thấy rõ được rằng là trong cái bối cảnh này ngày hôm nay,
thế giới hiện bây giờ vẫn còn nằm ở trong cái giai đoạn căng thẳng. Hiện bây giờ bề mặt thì mọi sự việc nó khá là im động, nhưng mà cả trên toàn cầu của thế giới hiện bây giờ đang báo động đỏ. Tuy rằng chúng ta đều biết là cựu tổng thống Donald Trump không có sao, khi lúc đó chúng tôi nói trong cái bối cảnh mà thế giới đang báo động đỏ vì họ sợ rất là nhiều những âm mưu, những cái thế lực thù địch của Hoa Kỳ lợi dụng thời cơ để làm cho nước Mỹ rối loạn. Khi lúc đó những cái sự cam kết, những cái hợp đồng mới vừa ký không lâu ở tại hiệp định NATO ở tại Washington, và cái điều nó xảy ra chỉ có sau vài ngày cái hiệp định NATO nó đã kết thúc, và cái điều đó làm cho người ta dấy lên một sự lo lắng rất là lớn. Khi lúc đó tình trạng của thế giới thì đang tập trung về cái sự kiện ám sát của cựu tổng thống Trump, thì cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga vẫn khốc liệt. Ngày hôm nay thì Nga tung ra rất là nhiều những bản tin xấu cho Ukraine. Thực hư như thế nào thì Nguyên không rõ. Trong đó thì Nga đã công bố là Nga đã chiếm được một ngôi làng ở gần khu vực Donetsk. Nga còn đang bao vây một trung đoàn của Ukraine. Đó là những gì Nga nói. Nhiều đài của Nga, nhiều báo chí của Nga đã lặp đi lặp lại từ sáng đến giờ. Những bản tin mà Nga cho rằng là Nga đã đạt được thành quả. Và Nga hào hứng với cái niềm vui xảy ra tại Hoa Kỳ và Nga hăng hái trên chiến trường. Trung Nguyên nói, đó là báo chí của Nga. Chúng ta nghe để chúng ta biết nhưng đừng có tin. Vì báo chí của Nga nó thiếu một phần trung thực. Chúng ta nghe để đó, chúng ta phải chờ một thời gian để kiểm chứng. Hiện bây giờ thì những cái gì mà Nga mới vừa tiết lộ của ngày hôm nay thì Nguyên hoàn toàn chưa nhận được qua những báo chí của quốc gia khác. Nhưng báo chí của Nga thì ngày hôm nay Nguyên đọc và Nguyên đã thấy rất là nhiều đã chia sẻ, đủ thứ cả luôn báo Việt Nam cũng chia sẻ. Hiện bây giờ thì cái vấn đề tại Mỹ thì người ta sẽ đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, mà chút nữa chúng ta tâm tình cụ thể hơn. Nhưng cái quan trọng là cái gì? Cái quan trọng là cái sự việc xảy ra tại Mỹ nó có tác động đến cả toàn cầu hay không? Trung Nguyên nói với các vị, có. Sự việc nó có. Và nó không đơn giản giống như chúng ta nghĩ. Nó sẽ có tác động rất là lớn trong những cái thời gian sắp tới. Và Nga và Trung Quốc và những quốc gia khác đang tạo ra cái khủng hoảng tại Mỹ nó lớn hơn nhiều. Và trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của Nguyên và các quý vị, chúng ta hãy bình tĩnh, suy xét, ngẫm nghĩ và chúng ta chia sẻ một cách tốt. Vì nếu không chúng ta cũng dễ rớt vào cạm bẫy của họ. Vì họ mục đích là như vậy. Bởi vì mục đích của họ là chi phối truyền thông, chi phối thông tin, để chúng ta chỉ có chú tâm một việc mà chúng ta quên những việc khác. Trong đó có cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga. Và có nhiều sự việc đang có thể nói là rất là đen, có thể rất là những cái sự biến cố lớn nó sẽ diễn biến ra trong vài ngày nữa giữa Ukraine và Nga. Khi lúc đó Ukraine đã chuẩn bị đưa ra những kế hoạch phản công, kế hoạch phản công, thì ngay lập tức có những biến cố tại Hoa Kỳ và biến cố tại khác làm cho chúng ta chi phối. Điển hình ngày hôm nay Úc Châu là một cái quốc gia, Nguyên nói là một cái quốc gia rất là hài hòa. Úc Châu đã có nhiều chục năm đã không có xen vào chính trị khắp nơi trên thế giới. Úc Châu ở một cái nguyên cơ là ở một cái châu lục riêng của mình, và Úc Châu ít có can thiệp vào chính trị của nước này nước kia. Nhưng mà các quý vị cũng biết đó, trong cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga thì Úc Châu cũng có đóng góp, đặc biệt là viện trợ cho Ukraine những chiếc xe bọc thép, hay là vấn đề kinh tế, về vấn đề nhân đạo Úc Châu cũng có viện trợ. Nhưng gần đây Úc Châu đã lên án một cái điều là gì? Là Nga đã giải ghét khắp nơi trên thế giới, tình báo khắp nơi trên thế giới, và tạo ra cái khủng bố khắp nơi trên thế giới. Úc Châu là cái quốc gia khẳng định điều đó. Nga đang tạo ra tình báo và gián điệp. Ngoài tình báo gián điệp thì Nga tạo ra những cái cuộc khủng bố khắp nơi trên thế giới để chi phối tâm lý của chúng ta. Trong Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân đến từ Đài Loan mến thương, lúc nào cũng lì xì cho Nguyên trong diễn đàn, cảm ơn rất là nhiều. Để chúng ta biết được là đất nước Úc Châu họ đánh giá, khi lúc đó Úc Châu là một cái quốc gia, Nguyên nói, ít có xen vào chính trị
của thế giới ít có lên tiếng. Nhưng vấn đề của Nga, họ ở xa đó và họ vẫn biết được điều đó. Nguyên không nói cái gì cả. Các vị cũng biết là gần đây tại đất nước Pháp của Nguyên, nó sẽ có cái thế vận hội vài ngày nữa đây thôi. Nó sẽ diễn biến ra Olympic ở tại Paris. Thì trước khi cái Olympic diễn biến ra thì đất nước Pháp đã bắt không biết bao nhiêu gián điệp tình báo của Nga tạo ra những cái vụ khủng bố ở tại Paris. Ít nhất là 10 người đã bị bắt. Và có những bằng chứng cụ thể họ chuẩn bị cái khủng bố tại Paris. Để làm gì? Để phá hoại đất nước Pháp. Bởi vì đất nước Pháp yểm trợ cho Ukraine. Và ngay lập tức khi Pháp bắt được 10 người, thì vài người dân Pháp ở tại Nga cũng bị bắt. Rồi Nga cáo buộc họ đến một cái tội gì? Gián điệp. Khi họ có người quen, người thân tại Nga, họ đi thăm người thân của họ, thì ngay lập tức Nga bắt vài người Pháp dưới cái tội là gián điệp. Để làm gì? Để trao đổi con tin. Trao đổi con tin. Để cho các vị biết là cái âm mưu tạo ra những khủng hoảng chính trị khắp nơi trên thế giới, Nga đã chuẩn bị cái điều đó. Và trong thời gian gần đây, không phải chỉ một mình Pháp bắt không, Anh Quốc bắt, Bà Hoa Lan bắt, Mỹ bắt, Na Uy bắt, Phần Lan bắt, Đan Mạch bắt, hàng loạt những người bắt, những cái tổ chức của Nga âm thầm đang tạo ra những cái khủng hoảng tại châu Âu. Nên chúng tôi nói cái vấn đề ở tại Mỹ, tuy chúng ta thấy nó không liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine, nhưng thực tế nó có liên quan đó. Nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến những cái kế hoạch sắp tới của đường lối chính trị của Hoa Kỳ và của châu Âu. Và nó không có tác động rất là trực tiếp đến Ukraine. Nên lý do đó mà tại sao cái bài phát biểu của bà Maria với bài phát biểu của Ukraine Nguyên mới nêu lên cái sự khác biệt chỗ đó. Vì đối với Nga, đây là một cái phương tiện, cái lợi mà để cho Nga lấy đó để mà Nga chỉ trích. Và để cái đó, để cho cái ai đó trong tương lai làm tổng thống của Hoa Kỳ thì sẽ có xu hướng là không ủng hộ Ukraine nữa. Khi lúc đó bầu cử Mỹ nó cận kề kế bên vào tháng 11. Nó còn vài tháng nữa thôi. Mà cuộc chiến tranh Ukraine và Nga nó có thể kéo dài đến 10 năm. Nên trong cái vấn đề này thì Trung Yên mạng phép nói thêm một lần nữa, các quý vị hãy nên thận trọng. Bầu cử của Hoa Kỳ nó sẽ có nhiều biến cố. Nên là Nguyên khuyên các quý vị hãy nên bình tĩnh. Bình tĩnh. Hiện bây giờ đối với người Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam chúng ta ở tại Hoa Kỳ, đây là một cái cú sốc rất là lớn, bàng hoàng rất là lớn của chú và anh chị. Nhưng Nguyên khuyên các quý vị hãy nên bình tĩnh. Hãy nhìn với một cái con mắt khác, chứ đừng có nhìn với một cái con mắt đơn giản. Vì sau lưng những cái sự việc này, nó là một cái âm mưu chính trị, nó cực kỳ là lớn. Cực kỳ là lớn. Đó là liên quan đến Hoa Kỳ và Nguyên chia sẻ với các thứ vậy. Và bây giờ thì Trung Nguyên mạng phép tiếp tục chia sẻ cùng cô chú và anh chị em đất nước Nga ngày hôm nay nó như thế nào. Với cái đường lối lãnh đạo của Putin, đặc biệt là Putin mới vừa ký một cái sắc lệnh lạ kỳ. Ngày hôm qua thì Putin đã ký một cái sắc lệnh, đó là đánh thuế những người nhà giàu. Mà Nguyên có tâm tình cho các quý vị rồi đó. Mà cái điều mà đối với Nguyên là đánh thuế mấy ông bà già giàu là xong. Nền kinh tế của Nga nó là xong rồi. Thì bây giờ Putin sợ quan chức của Nga phản bội. Putin sợ quan chức của Nga rời khỏi đất nước ôm tài sản bỏ chạy. Vì tại đất nước Nga nó có hai thành phần giàu mà thôi. Một là những thành phần làm ăn, đầu tư, phát triển, những ông chủ lớn. Thành phần thứ hai đó là đảng và nhà nước, quan chức cao cấp. Nó cũng giống tương đương giống như Việt Nam chúng ta vậy đó. Thì Nga nó có hai thành phần giàu mà thôi, hai thành phần duy nhất. Một là đảng viên cao cấp trong bộ máy chính trị, hai là những ông chủ lớn, hai thành phần giàu. Gần đây nhất thì Putin đã đánh thuế cho những người già giàu để tìm tiền. Thì các vị biết là những cái quan chức lớn đó thì họ có
có tiền, họ cũng có đầu tư, họ cũng có làm ăn, họ cũng cổ phần, họ cũng cổ phần tập đoàn này tập đoàn kia. Vì nếu ông quan chức nào mà không có, ông quan chức nào cũng làm mà kêu là bảo kê cho cái tập đoàn này tập đoàn kia, mà bây giờ thì những tập đoàn lớn đó đang bị đánh thuế, thì Putin sợ, sợ những người nhà giàu, sợ những quan chức sẽ trốn bỏ chạy ra khỏi đất nước. Nên ngày hôm nay thì Putin đã ban lệnh, ký một sắc lệnh mới. Tất cả những chính trị gia, tất cả những dân biểu, tất cả những vị thượng nghị sĩ muốn đi du lịch ra nước ngoài chơi thì phải trình bày cụ thể đi với mục đích gì, mà phải được Điện Kremlin xem xét cho phép thì mới được đi. Đó, bây giờ là như vậy đó. Bây giờ cái ông chính trị gia nào đó, một quan chức nào đó, bây giờ ông muốn đi chơi du lịch, đi nghỉ hè, ông phải trình bày lên ông muốn đi ra khỏi đất nước Nga với mục đích gì, và cái đơn của ông nó phải được duyệt, được duyệt đóng mộc cho phép thì ông mới được đi, chứ không phải là ông muốn đi là đi nữa. Ngày xưa thì họ muốn đi thì đi, mua vé máy bay thì họ đi. À, cuối tuần họ đi 2 ngày cũng được, 3 ngày cũng được, đi 1 tháng cũng được, nếu mà công việc của họ không cần thiết. Nhưng bây giờ là không được quyền ra khỏi đất nước, phải trình bày lên Điện Kremlin, và Điện Kremlin sẽ duyệt cái đơn đó với tại sao anh đi với mục đích gì, và cái mục đích nó đáng hay không, và nó có mục đích của anh, Điện Kremlin có cho phép hay không. Vì họ sợ trốn bỏ chạy, họ sợ ôm tiền trốn bỏ chạy. Các quý vị còn nhớ cái bà Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mà bà ôm sao tới 10 tỷ Mỹ Kim bà chuồn qua bên Pháp. 10 tỷ Mỹ Kim. Và bây giờ Putin sợ quá. Putin sợ là người ta chuyển băng nhà tài sản gì đó, bán đồ âm thầm rồi đó, rồi giả bộ đi du lịch, rồi đi luôn. Thứ nhất là mất tài sản lớn. Thứ hai là sợ những người này sẽ cấu kết với cái thế lực mà nghe cho là thế lực phương Tây, của bán thông tin tình báo. Nên là bây giờ Putin cấm quan chức đi, đi phải xin phép. Để cho các quý vị biết là Putin bây giờ sợ lắm, sợ người ta phản bội, sợ người ta bỏ chạy. Và thấy rõ nét bởi vì sao? Bởi vì đã có nhiều người bỏ chạy. Đã có nhiều người bỏ chạy. Mà tại sao không chạy được? Cuộc chiến tranh này càng kéo dài thì nhà giàu sẽ bị đánh tư sản, không thể nào tránh khỏi hết. Vì đánh chiến tranh thì cái kho vũ khí nó cạn kiệt, muốn lắp đầy kho vũ khí nó phải cần tiền. Mà bây giờ nền kinh tế nó bất an thì tiền làm sao nó cung cấp cho đủ cho cuộc chiến. Thì năm nay lấy một ít, năm tới lấy một ít, cứ năm nào cũng đè mấy ông nhà giàu để mà lấy hết. Và không cho tiền với Putin thì Putin có thể bắt với một cái tội danh này tội danh kia, bắt buộc phải chi tiền, mà nó là vô tận chừng nào nó mới chấm dứt. Nên những ai có điều kiện, ai có tiền tại Nga, bây giờ là họ tháo bỏ chạy. Những ông chính phủ nào thấy không xong rồi, ông muốn ôm tiền là ông muốn đi. Và khi ông đi qua nước ngoài đó, ông xin tị nạn. Và đặc biệt là ông bán tình báo, thông tin gián điệp. Các quý vị, đó là một cái điều mà để chúng ta thấy rõ được á, là trong cái bối cảnh ngày hôm nay đất nước Nga nó vô cùng lộn xộn. Nó vô cùng lộn xộn. Bề mặt á, thì nó thấy nó khá là ổn định đó. Nhưng mà bề trong nó là ung thư hết rồi. Nha, nội tạng là nó ung thư hết. Ung thư tim, ung thư gan, ung thư gì không biết. Ung thư máu, ung thư tỷ gì không biết. Nó ung thư hết rồi. Nha. Bề mặt thì chúng ta thấy đất nước Nga nó cũng thấy bình thường, nền kinh tế cũng ok, không thấy sụp đổ. Nhưng đó là bề ngoài thôi. Bề ngoài thôi các quý vị. À, chứ không phải là bề trong. Bề trong của đất nước Nga bây giờ là nó ung thư. Hiện bây giờ thì người ta chạy để người ta trị ung thư, người ta cũng đi ra nước ngoài để người ta trị. Nhưng mà tiếc thay thì Putin mới vừa ký xác lệnh. Bây giờ quan chức của Nga khó thể nào mà đi được. Khó thể nào rời khỏi đất nước. Bởi nếu mà rời khỏi đất nước mà chưa được cho phép, đó là cái tội danh rất là lớn. Nên là trong tương lai rất là khó, rất là khó. Một bản tin rất là buồn cho Putin nha, bác Putin nha. Chuẩn bị, bác Putin chuẩn bị tâm lý nha.
đồng minh của Bắc Putin có thể đang phản bội Bắc Putin đó. Hiện bữa nay thì Nguyên nhận một cái bản tin, đó là lực lượng của Belarus đã rút ra khỏi binh sĩ của mình, 30 mấy 40 ngàn binh sĩ của mình ra khỏi biên giới của Ukraine. Cách đây vài tuần trước, 3-4 tuần trước thì Belarus đã kéo lực lượng 30-40 ngàn binh sĩ áp sát biên giới Ukraine, làm cho Ukraine phải lo sợ. Ukraine phải gửi 20 ngàn binh sĩ đóng đô cặp biên giới của Belarus để bảo vệ biên giới, vì không biết là Nga có lợi dụng biên giới Belarus để tấn công vào Ukraine, tấn công vào cái hướng thủ đô hay không. Nên lực lượng của Ukraine đã bị chi phối hết 20 ngàn binh để bảo vệ miền Bắc biên giới giữa Ukraine và Belarus, vì phía bên Belarus đã có 40 ngàn binh sĩ. Ngày hôm nay Tổng thống Shevchenko đã kêu gọi rút binh ở gần biên giới Ukraine. Ông ta cho rằng là cái vấn đề nguy hiểm ở cặp biên giới nó không còn tồn tại, và cũng không có lý do gì mà đóng đô binh sĩ ở đó. Nên ông ta đã ban lệnh rút binh ra khỏi miền Bắc Belarus gần biên giới Ukraine. Vậy thì Ukraine có thể điều động 20 ngàn binh sĩ ở miền Bắc và đi đến sườn miền Đông để mà bảo vệ khu vực Donetsk và Luhansk, là Ukraine đã có dư thêm 20 ngàn binh sĩ đúng ra phải bị kẹt ở miền Bắc, và bây giờ thì không còn có cái mối nguy hiểm Ukraine có thể dời binh đến những cái nơi giao tranh khốc liệt hiện giờ. Và cái điều này nó sẽ không làm cho Putin vui, vì chúng ta đều biết đó, cái vấn đề mà điều động binh sĩ tại Belarus, chính Putin là người xúi dục ông Shevchenko để tạo ra cái áp lực cho Ukraine, để tạo ra cái áp lực cho Ukraine. Và cũng chính là ông Putin đã làm cho lực lượng Ukraine phải chi phối, phải chia ra nhiều góc để bảo vệ, mà không tập trung ở những cái nơi trọng yếu giống như là ở tại Donetsk hay là ở tại Kherson. Và cái điều đó hiện bây giờ thì không biết nguyên nhân và lý do nào, ông Belarus đã không còn nghe lời Putin nữa, mà Belarus đã rút binh ra hết tất cả gần biên giới Ukraine. Cái điều này nó sẽ lợi cho Ukraine rất là nhiều. Ukraine không cần bận tâm biên giới với Belarus nữa, và có thể dồn tổng lực phản công ở tại những khu vực giao tranh với Nga. Nguyên cũng không biết lý do nào Belarus đã làm điều đó, hay là Belarus đang sợ, hay là Belarus đang có sợ cái gì đó, sợ rằng là nếu mình làm như vậy mình sẽ chọc giận NATO, đặc biệt là Ukraine đã có F-61 vân vân. Nguyên cũng không biết. Chỉ cho đây là một cái bản tin vui cho Ukraine, là một cái bản tin buồn cho Putin, và Putin hãy thận trọng đó. Putin hãy thận trọng, vì trong những ngày kế tiếp sẽ có cuộc phản công rất là lớn của Ukraine. Và bây giờ Ukraine không bị gào cản ở biên giới miền Bắc nữa rồi, Ukraine có thể dồn dập lực lượng của mình để mà phản công ở nhiều khu vực khác nhau. Ngoài ra thì báo chí của Nga đã chia sẻ rằng là tình trạng cuộc chiến đó, thì Nga lúc nào cũng nói mình đang thắng lợi. Lúc nãy Nguyên mới vừa cập nhật, Nga nói là Nga thắng được một ngôi làng đó, nhưng mà thực tế thắng hay không mình không biết. Nhưng mà hiện bây giờ Ukraine cũng đang thắng lợi, phía bên Ukraine cũng công bố là họ đang thắng lợi ở nhiều mặt trận ở vùng Dakivka. Họ đang lấn sân và họ đang đánh lùi kẻ địch, họ đang hào hứng tăng lên, và Ukraine đã chiếm lại rất là nhiều đất đai trong tay của Nga. Bên nào cũng công bố là mình thắng hết. Nó thực tế thì Nguyên cũng chẳng biết tin bên nào. Đặc biệt đối với Nguyên là cái vấn đề biên giới đánh qua đánh lại cũng không có rõ, bữa nay gì ngày mai khác. Bên nào cũng công bố là mình thắng lợi, tôi thì thắng cái chỗ này, Nga thì kêu là tôi thắng cái chỗ kia. Thắng qua thắng lại mình cũng không rõ các cái vị. Và đối với Nguyên cái vấn đề nó không có quan trọng lắm. Cái quan trọng là cái sự yểm trợ đường dài và cái sự quyết tâm của NATO. Nên tại sao Nguyên bận tâm đến vấn đề sự kiện ám sát của cựu Tổng thống Donald Trump, nó ảnh hưởng rất là lớn đến Ukraine. Ngày hôm nay thì Tổng thống Pháp Macron đã khẳng định thêm một lần nữa với Ukraine rằng lập trường của chúng tôi, dù chính trị nội bộ của Pháp nó có xảy ra bất cứ biến cố gì đi nữa, thì cái lập trường chính trị của chúng tôi về yểm trợ cho Ukraine nó sẽ không bao giờ có sự thay đổi.
chúng tôi đã quyết yểm trợ cho Ukraine đến cái ngày mà cuộc chiến tranh này Ukraine sẽ chiến thắng. Thì đây là một lần nữa là cái lập trường của Tổng thống Pháp để khẳng định, khi lúc đó thì chúng ta đều biết đó, là quốc hội của Pháp mới vừa bầu cử trở lại, và có nhiều người cho rằng là những cái quốc hội mới nó có thể dẫn đến những cái đường lối chính trị của Tổng thống Pháp không yểm trợ cho Ukraine. Nhưng không có, các quý vị đã nói rồi, đến giây phút này rồi mà rút chân ra khỏi sự yểm trợ, đó là sai lầm lớn nhất. Đã phóng lao rồi là phải đi theo lao. Và Pháp, Đức, Anh Quốc, Hoa Kỳ không có con đường nào ngoài con đường yểm trợ cho Ukraine đến ngày kết thúc cuộc chiến và Ukraine chiến thắng hết. Và cái điều đó họ phải nhất quyết, nhất tâm, nhất trí đoàn kết những cái quốc gia lớn, trong đó có Hoa Kỳ là cái quốc gia chủ chốt. Nên cái vấn đề của Mỹ nó lại dấy lên một cái sự lo lắng. Nên là ngày hôm nay Tổng thống Pháp đã điện thoại qua bên Hoa Kỳ, rồi hàng loạt những nguyên thủ quốc gia họ đã liên lạc với bên Mỹ liền. Vì đối với nó là cái chuyện này là chuyện cực kỳ là lớn. Nó không chỉ có ảnh hưởng đất nước Hoa Kỳ không, mà nó ảnh hưởng tới mang giao ngoại giao giữa Mỹ và châu Âu trong những ngày kế tiếp. Nên chúng ta chút nữa sẽ nói về vấn đề nội bộ của đất nước Mỹ. Nguyên không biết là nói vấn đề nội bộ của nước Mỹ thì YouTube nó có hài lòng hay không, bởi vì nó hoàn toàn nó không muốn chúng ta nói. Vì nó sợ là những cái thông tin mà chia sẻ ra về vấn đề này á, mà nó không đi về cái hướng positive, tích cực á, và tiêu cực á, thì nó không muốn, vì nó đang sợ. Nó thực tế là truyền thông bây giờ họ rất là sợ cái sự việc này, nên là họ rất là thận trọng, họ rất là thận trọng. Nên là họ răn đe rất là nhiều, vì họ muốn hạn chế tối đa về những cái thông tin tiêu cực được loan tả trên mạng xã hội. Thì các cô chú anh chị em cũng thấy rõ được là cái sự tác động của Mỹ, cả thế giới đứng tim đúng không? Nhói tim đúng không? Mà Ukraine còn nhói hơn. Ukraine còn nhói hơn, các thứ vậy, Ukraine còn nhói hơn. Vì nếu mà đất nước Mỹ xảy ra bất cứ một sự gì đó lục đục trong chính trị là Ukraine sẽ không có tiền. Khi lúc đó cái gói trợ cấp của Mỹ cho Ukraine 60 tỷ nó xài gần hết rồi. Chắc là Nguyên nghĩ còn khoảng 30 tỷ gì đó. 30 tỷ gì đó. Cái gói 60 tỷ của Mỹ cho Ukraine đã xài hơn 30 tỷ gì đó, hai mươi mấy 30 tỷ gì đó. Và từ đây đến tháng 11 nó sẽ hết. Và Ukraine đang chờ đợi cái gói trợ cấp mới của Hoa Kỳ vào đầu năm 2025. Và vừa qua Tổng thống Joe đã có đưa ra vài cái đề nghị về cái gói trợ cấp này. Nhưng hiện bây giờ nó chưa được trình bày, vì bác Trump nhà ta cũng đang tế nhị, vì sợ là trình bày quá thì bỏ phiếu bầu cử vào tháng 11 nó không có lợi cho mình. Nhưng đảng Dân Chủ đã có sự thỏa thuận và đã có cái gói trợ cấp cho Ukraine vào năm 2025 rồi, nhưng chưa được công khai một cách rầm rộ bởi vì không phù hợp trong cái giai đoạn bầu cử. Thì hiện bây giờ cái vấn đề chính trị của Mỹ thì Ukraine họ lo, thì lo là đúng rồi, vì nước Mỹ là cái nước quan trọng nhất mà. Phải nói là nếu mà cá nhân quốc gia đó, nếu mình nói là nguyên đó là cá nhân quốc gia nha, các quý vị phải nghe cho kỹ, cá nhân quốc gia thì Mỹ là cái quốc gia giúp đỡ nhiều nhất, cá nhân. Còn nói về những cái vấn đề mà ai giúp đỡ nhiều nhất cho Ukraine, đó là Liên minh châu Âu. Liên minh châu Âu. Nhưng mà Liên minh châu Âu là không phải là một quốc gia, là 27 thành viên. Cá nhân quốc gia là Mỹ là người giúp đỡ nhiều nhất. Nên là cái sự giúp đỡ của Mỹ nó rất là quan trọng cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Để cho Ukraine biết rằng là cái vấn đề nhất quyết chính trị của Mỹ nó không có thay đổi. Và dù ai làm tổng thống đi nữa thì cái sự yểm trợ cho Ukraine nó vẫn tiếp diễn. Cái điều đó nó cực kỳ là quan trọng. Nên là những ngày gần đây thì hàng loạt những nguyên thủ quốc gia giống như là Anh Quốc, Ba Lan, Hòa Lan, Bỉ, họ khẳng định với Ukraine rằng là chính trị chúng tôi có sự thay đổi, sẽ có thay đổi tổng thống, thay đổi thủ tướng, nhiều khi thay đổi bộ trưởng bộ quốc phòng, nhưng lập trường của chúng tôi về yểm trợ sẽ không thay đổi. Chỉ chờ ông Mỹ thôi, Mỹ chưa có khẳng định cái gì hết. Mỹ hiện bây giờ làm cho Ukraine khá lo, đặc biệt là chính trị của Mỹ nội bộ đang lục đục, làm cho Ukraine càng lo nữa, các quý vị.
mọi sự việc quá bất ngờ, quá bất ngờ, làm cho bác Nguyên bảo đảm với các thứ vậy là cộng đồng người Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ buồn lắm, vừa buồn vừa phẫn nộ nữa. Nó là cái điều đó, Nguyên nói là ở tại Mỹ nó xảy ra nhiều biến cố trong cái bầu cử đợt này, nó nhiều vô kể, nó nhiều sự việc rất là lạ xảy ra, nên các thứ vậy nhớ là phải uống thuốc trợ tim, phải chuẩn bị kỹ, vì cô nói là bầu cử nó không đơn giản ở tại Hoa Kỳ, vì cái bầu cử đợt này nó ảnh hưởng quá lớn. Nó không chỉ có ảnh hưởng trong đất nước Mỹ mà nó ảnh hưởng với cái ngoại giao với Trung Quốc, vấn đề chiến tranh giữa Nga và Ukraine, vấn đề ở tại Trung Đông do Thái và Hamas, nó ảnh hưởng quá lớn cái bầu cử đợt này, và có quá nhiều thế lực giật dây chính trị. Hiện bây giờ Trung Quốc sẽ bỏ hàng tỷ Mỹ Kim và Nga sẽ bỏ hàng tỷ Mỹ Kim để giật dây chính trị ở trong đất nước Hoa Kỳ. Và cái tiếng Pháp này gọi là con sư đó, là cái sự việc nó quá lớn, nó quá nhiều âm mưu, nó quá nhiều thế lực đang muốn đất nước Mỹ xảy ra nhiều biến cố. Và cái điều này thì chúng ta phải, Nguyên nói thêm nữa là phải bình tĩnh, nhìn với một con mắt bao dung hết mọi vấn đề. Chúng ta không bỏ qua bất cứ một cái ngóc ngách nào hết, thì chúng ta mới nhìn lại cái bức tranh nó rõ hơn. Nếu chúng ta quá nghiêng về một đảng phái hay nghiêng về một cái sự ủng hộ nào đó thì chúng ta sẽ mất đi tất cả những chi tiết khác. Mà Nguyên mong các quý vị hãy nên nhìn với một con mắt tổng quát để chúng ta nhìn rõ được mọi sự việc, mọi góc ngách của một câu chuyện nó chính xác hơn nhiều. Đây là bản tin thời sự của ngày hôm nay liên quan đến sự việc của cựu Tổng thống Donald Trump. Nó đã liên quan đến vấn đề của Ukraine và Nga, và Nguyên muốn chia sẻ các quý vị. Chúng ta gặp lại cô chú anh chị. But
khuất bao đời dốc chiến trinh. Hãy nghe tôi nghe, hãy kể tôi nghe tên mỗi người xa thân bảo vệ nước Nam tôi. Mà khi nhắc đến còn run sợ bạo chúa vô tâm khuấy góc trời. Hãy kể tôi nghe, kể hết ra bờ áo mẹ núi trái yên nhà. Nơi nào lưu vết thiên hùng sử, triệu đấng anh tài vị quốc gia. Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe. Hãy kể tôi nghe, để được tri ân tượng tiếng về. Hãy kể tôi nghe, và khơi dây lửa hồn quê âm thì cháy. Vạn kẻ kính xa nặng ước thề. Hãy kể tôi nghe, hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe. Hãy kể tôi nghe, cùng nhạc cháu con những ước thề. Hãy kể tôi nghe, đừng quên xương máu tiền nhân đã. Hãy kể tôi nghe, bất khuất bao đời dốc chiến trinh. Hãy kể tôi nghe, hãy kể tôi.